Một người phụ nữ chấp nhận đánh đổi tất cả để báo thù có thể đáng sợ đến mức nào. Ra em đã thành công mê hoặc được tâm trí của John Ki-eun, mở ra cánh cửa bước vào trái tim anh ta. Đây là kết quả của một kế hoạch hoàn hảo, hay là vốn ngay từ đầu duyên phận đã sắp đặt họ sẽ phải dây dưa với nhau? So ra đang sầu não vì bản thân đã 45 tuổi, cô cần phải nhanh chóng sinh được con trai, nếu không thì cổ phần của bố chồng sẽ chuyển sang cho gia đình chị dâu. Ra em biết vậy nên nói mình có một biện pháp có thể có ích. Vì vậy So Ra liền mời cô đến nhà của mình để nói cho cô ta biết cô ta nên làm như thế nào. Đây là nơi mà cô vẫn luôn muốn tới trong bao năm nay. Ra em đề nghị So Ra đến lớp học múa của mình, như vậy cơ thể có thể trở nên dẻo dai hơn, cơ thể uyển chuyển mềm mại khi mặc lễ phục sẽ càng thêm quyến rũ. Nhưng So Ra lại cảm thấy mình là người có địa vị, nếu như mê đắm việc học nhảy như vậy sợ người ngoài sẽ có lời đàm tiếu. Ra em đã giúp cô ta nghĩ ra lý do chính đáng để học nhảy, có thể lấy danh nghĩa chuẩn bị tiết mục cho hoạt động của trường, thậm chí còn có thể sắp xếp cho So Ra múa chính. So Ra vui vẻ nói chỉ cần mọi chuyện có thể suôn sẻ, cô ta sẽ cho ra em tất cả những gì mà cô muốn. Đúng lúc này John Ki-eun cũng về tới nhà. So Ra muốn quay về phòng trang điểm lại, còn ra em nói mình đi chuẩn bị ly rượu. Khi đi ngang qua John Ki-eun, cô còn cố ý chạm qua tay anh ta. Sau khi đến phòng bếp, cô biết John Ki-eun sẽ đi theo mình tới, cố tình làm ra vẻ như mình không vừa tới ly rượu. Như vậy John Ki-eun sẽ tiến tới giúp mình. Tay của hai người đan vào nhau. Đây chính là kết quả mà cô muốn. Ra em nhắm hai mắt lại, tay của hai người nắm chặt lấy nhau. Khi John Ki-eun đang chuẩn bị hôn cô, thì lý trí đã kéo anh ta lại. Anh ta lại lần nữa hỏi ra em tiếp cận mình với mục đích gì. Không có. Chỉ là anh sẽ khiến em quên đi. Nơi này là đâu, em là ai? John Ki-eun nói đây chỉ là một loại dục vọng. Hơn nữa tất cả những người tiếp cận anh ta đều có mục đích, bản thân nhất định sẽ điều tra rõ ràng mục đích của Ra-en là gì. Sau đó trong lúc ngồi trò chuyện, John Ki-eun hỏi Ra-en xem cô có biết truyền thuyết về đàn phong cầm hay không. Ra-en cũng giả vờ như mình không biết. John Ki-eun liền nói với cô, khi Pyeo-ja-lo chơi bandoneon thì có thể cứu rỗi những linh hồn chết oan. Rõ ràng là cuộc trò chuyện của bốn người, nhưng dường như bây giờ cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi. Ra-en nói mình không có câu chuyện như vậy, bản thân cô luôn đứng ngoài những câu chuyện đau lòng này. Ngay khi Ra-en rời đi, giận dỗi nói mình đã bị thẩm vấn xong rồi, bây giờ cô có thể hỏi anh ta một câu hay không? Anh có biết con đường La Boca không? Đó là nơi tango được sinh ra. John Ki-eun làm vẻ mặt xa cách nói không biết. Ra-en liền nói đó là nơi của dân thường, một người có thân phận như John Ki-eun tất nhiên sẽ không biết. Cô nói buổi biểu diễn của mình chính là ở đó. Nói xong bước lên một bước mời John Ki-eun tới xem buổi biểu diễn của mình, bởi vì hôm đó họ có thể đơn độc ở bên nhau. John Ki-eun quả nhiên bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ. Hôm đó So Ra bởi vì có việc nên bảo Ra-en giúp mình đưa con gái về nhà. Ra-en cuối cùng cũng có thể một lần nữa đến nơi mà mình rất muốn đặt chân tới, bởi vì ở đây có tất cả chứng cứ năm đó khi công ty bố cô khi xảy ra vấn đề. Cô cố ý nói mình muốn dùng máy tính một chút, bảo cô nhóc đưa mình tới phòng làm việc của John Ki-eun. Đến phòng làm việc, Ra-en bảo cô nhóc hãy đi lấy giày tập múa, còn bản thân ở trong phòng làm việc tìm kiếm một lượt, vô tình phát hiện ra bí mật thân phận của John Ki-eun. Lúc này cô nhóc đột nhiên lại chạy vào, nói giày của mình ở một nơi bí mật. Vì vậy trong lúc vô tình đã giúp Ra-en mở ra căn phòng bí mật kia, mật mã là trước đây cô nhóc trộm nhìn thấy. Đi vào trong căn phòng quả nhiên bên trong cất chứa rất nhiều sổ sách cùng tư liệu. Ra-en nhanh chóng tìm kiếm sổ sách liên quan đến bố mình. Đột nhiên John Ki-eun trở về, nghe nói Ra-en đang ở phòng làm việc của mình. John Ki-eun nhanh chóng đi qua xem, mà lúc này cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa. Ra-en chân tay luống cuống, vội vàng ấn mở cửa. May mà vào một giây trước khi John Ki-eun bước vào hai người đã trốn được ra ngoài. John Ki-eun nhìn hai người với thần sắc hoảng loạn. Đúng lúc muốn nổi giận thì con gái sợ đến mức tè ra quần. Trong lúc John Ki-eun an ủi con gái thì vẫn lộ ra vẻ mặt chán ghét với Ra-en, bảo cô lập tức rời đi. Nhưng khiến Ra-en không hiểu được là khi nãy khi nhìn thấy bí mật John Ki-eun là con riêng, và câu chuyện về đàn phong cầm chỉ có một mình cô biết, tại sao John Ki-eun cũng biết rõ như vậy? Vì vậy đã liên lạc với Maria ở nước ngoài, hỏi cô ấy xem ngoài cô ra còn có ai khác biết câu chuyện về đàn phong cầm hay không. Maria nói sau khi Ra-en quay về Hàn Quốc, có một người đàn ông đến tìm mình. Maria nhìn thấy người đàn ông đó liền nhớ tới Ra-en, bởi vì bọn họ có nỗi đau giống nhau. Hồi bé bởi vì tâm hồn bị tổn thương nên đã đóng cánh cửa trái tim mình lại. Cậu trai đó nói sau khi mẹ mình chết thảm thì bản thân vô cùng đau đớn. Ra-en nói ra tên của John Ki-eun. Maria liền nói đó chính là tên cậu bé kia. Thì ra 8 năm trước Ra-en đã từng gặp mặt John Ki-eun. Hai người đi lướt qua nhau. Maria nói hai người có thể gặp lại nhau một lần nữa có thể là ý trời sắp đặt, bởi vì linh hồn song sinh nhất định sẽ gặp lại nhau. Mà lúc này John Ki-eun cũng phát hiện ra em đã phát hiện ra thân phận của mình. Nhớ lại những lời bố nói với mình, mẹ của anh là một bảo mẫu thấp hèn, đứa con của một bảo mẫu thấp kém làm sao có thể trở thành chủ tịch. Anh lập tức hạ quyết tâm đến La Boca nơi mà ra em biểu diễn. John Ki-eun nói em hỏi tôi có biết đến con đường đó hay không. Thực ra tôi đã nói dối, đó là một con đường ồn ào hỗn tạp, nhưng mà ở nơi đó lại thoải mái hơn cả những quán bar cao cấp. Nếu như tôi thực sự bị em thu hút thì tôi sẽ phải đối mặt với những gì? Cho dù phải giống như con đường đó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, tôi cũng sẽ không hối hận. Nhưng bây giờ em vẫn còn có cơ hội để trốn chạy, hoặc là trở thành một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, hoặc là trở thành một người giống như cô bảo mẫu chết thảm kia. Tự em hãy lựa chọn đi. Ra em chậm chậm tiến về phía anh ta, dùng hành động chứng minh lựa chọn của bản thân.